Dạ vâng, em xin chào tất cả các quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đang theo dõi số webinar lần này của Hằng Lương. Số webinar lần này khá là đặc biệt vì mình đã có được một sự tham dự của một trường là trường St. George's University School of Medicine, một trường được biết đến được như là một ngôi nhà chung của các bác sĩ đối với chương trình định cư năm đầu tiên. Thì hôm nay em rất là vui, em rất là vui khi được có cơ hội được mang đến cho các bạn học sinh cũng như là các quý vị phụ huynh chương trình của trường St. George để xem coi là chương trình của trường hiện tại bây giờ đang như thế nào, có những ưu điểm gì và đang có những mang đến cho các học sinh Việt Nam cũng như là sinh viên quốc tế những cái gọi là điểm sáng nào trong cái con đường học tập cũng như là con đường định cư học tập và làm việc tại Mỹ cũng như là các quốc gia khác về một cái ngành rất là gọi là đặc thù liên quan đến vấn đề về sức khỏe, đó chính là ngành y. Thì hôm nay em rất là vui khi mà có được sự tham dự của chị Bee. Hiện tại chị Bee đang là đại diện tuyển sinh của trường St. George tại thị trường Đông Nam Á. Thì em xin phép là mời chị Bee được nói say hello với mọi người. Hello Ms. Bee, welcome you to Hằng Lương team today. Could you please introduce yourself and say hello to our customers today? Sure, thank you, Isabel. Hi, everyone. My name is Bee. I am the recruitment manager for Southeast Asian market for St. George's University. So today I'm here to support you with any inquiries, question, concern, everything that you have about our medical school. Thank you so much, so sweet. Chị Bee là hiện tại đang là đại diện tuyển sinh của thị trường Đông Nam Á, cho nên là hôm nay chị Bee rất là vui khi mà được có cơ hội để được trao đổi với các học sinh sinh viên của Hằng Lương qua Zoom cũng như là qua Facebook. Nếu như mà các quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có bất kỳ câu hỏi gì về trường School of Medicine, trường về y, về trường St. George thì đừng ngần ngại mà hãy đặt câu hỏi cho Hằng Lương ở trên chat box của Facebook cũng như là của Zoom nhé. Vậy thì không để mọi người chờ quá lâu thì em xin phép là vào phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, số webinar ngày hôm nay luôn ạ. Ms. Bee, without further ado, let's begin. See, first I will introduce a little bit about Hằng Lương to our customer, and then can you help me the next part? Sure. Yeah. Yeah. Vâng, thì nội dung của chương trình ngày hôm nay là em xin hết được giới thiệu khách mời thì lúc nãy em cũng đã có giới thiệu khách mời rồi, và sau đó sẽ là phần giới thiệu của Hằng Lương. Phần thứ ba sẽ là phần mọi người mong chờ nhất, đó chính là phần nội dung chính của trường St. George's ngày hôm nay. Và phần cuối cùng sẽ là phần các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh được giải đáp những thắc mắc mà từ đầu buổi chương trình đến bây giờ mọi người đã đặt ra cho Hằng Lương. Dạ vâng, dạ vâng, thì công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương thì được biết đến là một công ty giúp đỡ các bạn học sinh từ trước đến nay về những cái vấn đề trong việc là tư vấn này, chọn ngành này, chọn trường học, chọn trường học, chọn quốc gia học. Thì học ở quốc gia nào hay là học ở chọn ngành nào và trường nào là phù hợp nhất với vừa về khả năng tài chính và vừa về khả năng học tập cũng như là khả năng tiếng Anh của các bạn. Thì Hằng Lương được thành lập từ năm 2004 đến bây giờ đã được 18 năm rồi, tức là Hằng Lương đã có được 18 năm dày dặn kinh nghiệm trong việc là tư vấn cũng như là hỗ trợ các bạn học sinh làm hồ sơ du học không chỉ ở Mỹ đâu mà còn ở những quốc gia khác trên toàn thế giới nữa, Canada, Úc này, Anh, New Zealand, Singapore hay là Malaysia. Thì Hằng Lương rất là vui khi mà có được những cái cơ hội trong suốt khoảng thời gian vừa qua, kể cả thời gian dịch. Hằng Lương cũng có được sự tin tưởng của các bạn học sinh cũng như là các quý vị phụ huynh trong suốt quá trình dịch để mà tiến hành hồ sơ, và sau khi dịch được kiểm soát thì các bạn đã có thể cất cánh bay sang nước ngoài để tiếp tục cái con đường và học vấn của mình. Thì Hằng Lương từ trước tới giờ giúp đỡ các bạn qua rất là nhiều cái phương tiện khác nhau. Thì ngoài văn phòng Hằng Lương tại thành phố Hồ Chí Minh và văn phòng Hằng Lương tại thành phố Đà Lạt thì Hằng Lương còn có thể tiếp cận cũng như là hỗ trợ các bạn học sinh qua nhiều cách trên online như là Zoom như thế này. Thì hiện tại cũng có các bạn học sinh đang tham dự Facebook, các bạn học sinh và các quý vị phụ huynh cũng đang tham gia nghe và Facebook du học Hằng Lương. Ngoài ra còn có những trang mạng xã hội khác như là YouTube này, website chính thức của Hằng Lương và những cái sự kiện Coffee Talk hay là những cái sự kiện là hội thảo du học quốc tế. Và thì Như hồi nãy em có chia sẻ rằng là Hằng Lương rất là vinh dự khi được có được 18 năm kinh nghiệm trong cái vấn đề mà tư vấn du học cũng như là hỗ trợ các bạn học sinh làm hồ sơ, thì cũng là một trong, cũng tự hào là em cũng tự hào là nhân viên của công ty mình là trong top 100 công ty có giấy phép hoạt động tư vấn du học bởi được cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là được cấp là đơn vị đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học tại thành phố Đà Lạt. Ms. Bee just told everyone that we have two offices. The first one, the main office, is in Ho Chi Minh City, and the next one is in Đà Lạt. Yeah, I told you before. Yes. Yeah. Amazing. Và như em có nói rằng là với 18 năm dày dặn kinh nghiệm như vậy thì Hằng Lương đã có được một mạng lưới những đối tác từ khắp quốc gia trên toàn thế giới. Singapore cũng có, Malaysia, Úc, Mỹ, rồi Thụy Sĩ, Canada. Điều này đồng nghĩa với là gì? Tức là các bạn học sinh, các bạn ấy chỉ cần có một mong muốn du học và các bạn tìm đến Hằng Lương. Hằng Lương sẽ giúp đỡ các bạn trong cái vấn đề rằng là về tìm trường cũng như rằng là các cái thủ tục như là xin visa. Dạ. Bên cạnh đó thì như hồi nãy em có nói rằng là về cái tính chất pháp lý của Hằng Lương thì làm sao Hằng Lương có thể làm được những cái việc đó giúp đỡ cho các bạn học sinh, thì Hằng Lương cũng hoạt động theo giấy phép kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là làm hoạt động theo giấy phép hoạt động tư vấn du học của Sở Giáo dục và Đào tạo, được cấp tại hai văn phòng của Hằng Lương là ở Thành phố Hồ Chí Minh và ở Lâm Đồng. Dạ rồi, bên cạnh đó thì Hằng Lương cũng có chứng nhận nghiệp vụ tư vấn du học cũng như là chứng nhận chuyên viên tư vấn hướng nghiệp cho các bạn học sinh. Khi mà đến với Hằng Lương có thể giúp đỡ các bạn. Và đây là địa điểm của đây là hình ảnh của văn phòng Hằng Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà Hằng Lương mỗi ngày mỗi tuần đều tiếp đón các bạn học sinh, để các bạn học sinh cũng như là các quý vị phụ huynh để tư vấn về vấn đề du học. Và đây là địa điểm mà Hằng Lương gặp các bạn học sinh tại thành phố Đà Lạt. Dạ rồi, với những cái tỷ lệ thành công du học, tỷ lệ đạt visa du học thành công cũng như là những cái suất học bổng mà các bạn học sinh có được khi mà đến với Hằng Lương, cũng như là số lượng hệ thống trường đối tác và các cái sự đa dạng trong các khóa học, từ khóa học trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, sau đại học, thì du học hè, các khóa học tiếng Anh, thì Hằng Lương đã có được một cái sự thành công nhất định trong cái thị trường từ trước tới nay, và luôn luôn không ngừng là cố gắng và cũng như là làm mới bản thân để có thể đem lại cho các bạn học sinh cũng như là các quý vị phụ huynh được những cái sự hỗ trợ và những sự hỗ trợ về dịch vụ cũng như là về hồ sơ được một cách tốt nhất. Và đây là những để mà đạt được những cái vấn đề đó thì Hằng Lương đã có được cái sự tin tưởng cũng như là được một sự gọi là sự tin tưởng rất là vững chắc từ các quý vị phụ huynh cũng như là các đối tác, cho nên rằng là Hằng Lương đã có những cái hoạt động như là hoạt động tiệc chân khách hàng năm 2022 để tri ân các khách hàng đã tin tưởng Hằng Lương trong suốt thời gian vừa qua. Và đây là những cái hoạt động triển lãm du học quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là thành phố Đà Lạt trong những năm vừa qua cho các bạn. Và đây là ngày hội kết nối giáo dục Malaysia, và những như hồi nãy em có đề cập đó là các cái kỳ thi IELTS mock exam mà Hằng Lương tổ chức cho các bạn học sinh. Và đây là một trong gọi là đặc sản của Hằng Lương từ trước tới giờ luôn, đó chính là chuỗi sự kiện tư vấn trực tiếp Coffee Talk về vấn đề về du học đó. Thì khi các bạn học sinh tham gia với Hằng Lương thì các bạn ấy sẽ được tư vấn trực tiếp 1-1 với các chuyên viên tư vấn của Hằng Lương. Thì khi mà các bạn tham dự như vậy đó, thì các bạn sẽ có được một cái nhìn rõ hơn, kiểu mình có thể ở trong một cái không gian gọi là thân thiện hơn, nó không quá là gọi là quá là nghiêm túc, mà mình vẫn có thể trao đổi được những vấn đề về học tập với nhau. Thì sắp tới đây vào ngày 7 tháng 1 đấy, thì em cũng xin thông báo với mọi người rằng là Hằng Lương sẽ có một buổi coffee talk tại thành phố Cần Thơ, tại quán cà phê May Coffee trên đường Trần Hoàng Nga, thành phố Cần Thơ. Thì nếu như mà các bạn học sinh có tham gia, nếu như các bạn học sinh có quan tâm thì các bạn đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Hằng Lương để nhận được những suất vé đăng ký tham dự một cách miễn phí nhé. Dạ vâng. Em cũng đã vừa đi qua được một chút thông tin về Hằng Lương cho các bạn học sinh rồi. Thì em nghĩ rằng là các bạn cũng đã có được một cái nhìn khá là tổng quát về Hằng Lương rồi, bởi vì mình cũng đã biết nhau từ lâu. Thì Em xin phép là nhường phần tiếp theo cho chị Bee để chị ấy thông tin cho các bạn học sinh cũng như là các quý vị phụ huynh đang chờ đợi ở đây về trường St. George's. Ms. Bee, I think it's time for you. And can you please introduce your school to the students and they are sure. waiting for it? Yeah. Yeah, I will share my screen. Okay. Sure, I will stop sharing. Yeah. It's your turn. Okay. Yep. So, hi everyone. My name is Bee. I'm the recruitment manager for Southeast Asia, as I mentioned earlier. So today I will be talking about our medical school and probably like to answer every question and concern that everyone have. So if you have anything that you want to ask me, just put it in the chat and I'm sure Isabel will help me out to translate, to answer every question that you're concerned of. Okay, so first of all, St. George's University, I'm not really sure that you heard about the location yet or not, but the location that we are located is in the country named Grenada. Grenada is in the south of the US. It might sound a little bit weird for some student because a part of the location is a little bit difficult to find, but basically it's a part of the North US. It's a Caribbean island. It is a Caribbean island, as you can see in the slides, surrounded by the Caribbean Ocean. So we located here for more than 47 years now. So we are pretty big. And as you can see, all the orange roof here in our main campus, it is all medicine. If it was like other medical, other university, I'm sure it might be business, it might be engineering, nursing, education, or social, or any other faculty. But for us, it is all medicine. So we are pretty big in terms of doing teaching in terms of medicine and producing students to become a doctor in the future. At the same time, we also partner with another university in UK as well, which is Northumbria University, located in Newcastle. So by partnering up, it allows students to sit and study in the UK first, and of course, to get some experience out there in the UK before you coming to Grenada and before you off to the US. You will translate, right? Yeah, I'm sorry. No, it's fine. Okay, that's why I will have you. Thì chị Bee vừa mới nói rằng là trường St. George's University là một trường y, nhưng mà trường này mình chỉ đào tạo là một trường đại học, nhưng mà chúng ta chỉ đào tạo về medicine, về y khoa thôi. Trường thì được học xá chính sẽ đặt tại campus ở Grenada, thì mọi người nghe có vẻ là khá là lạ với địa điểm này, nhưng mà đây là được trường mình đó, được gọi là trên một cái hòn đảo khá là xinh đẹp ở vùng Caribe, gần với Mỹ và gần với Canada, thì nó nằm ở khúc nam, nó nằm ở Nam Mỹ, là nó được bao quanh bởi biển. Trường của mình là bao quanh bởi biển, thì được thành lập vào năm 1976, thì trường đã tọa lạc ở trên mảnh đất này khá là lâu rồi. Thì với mục tiêu là thu hút những cái tài năng và cũng như là được truyền đạt cho các bạn những cái kỹ năng thực tiễn nhất từ khắp các nước trên thế giới á, thì St. George's đã trở thành một trong những cái trung tâm hàng đầu trong việc về y học, y dược, để có thể đào tạo các bạn trở thành một bác sĩ trong tương lai. Thì hồi nãy thì chị Bee cũng có nói về đối tác của St. George's. Thì St. George's có một cái mạng lưới rộng lớn gồm các bệnh viện và các trung tâm y tế trực thuộc Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, thì UK. Thì đồng thời thì song song như vậy á, thì các bạn học sinh sẽ có cơ hội để bắt đầu sự nghiệp y tế của mình ở Grenada này, ở Anh này, hoặc là ở Ấn Độ như hồi nãy chị Bee có nói. Thì yeah. Okay, that's fine. Yeah. So currently, we are a big medical school, as I mentioned earlier. So that's why we have more than over 20,000 graduates that are now graduate from St. George's and working around the world, 50 countries around the world, and also 50 states in the US. Rồi thì chị Bee có nói rằng là với mạng lưới trường học, với mạng lưới những đối tác cũng như là cái chương trình đào tạo về y thuật và các học sinh học tại St. George's, thì hiện tại nhà trường đã có hơn 20.000 sinh viên đã tốt nghiệp, và hiện tại bây giờ các bạn ấy đang làm việc khắp nơi trên toàn thế giới, và có cả đa số là các bạn ấy sẽ có làm việc tại các tiểu bang ở Mỹ nữa. Yeah, Ms. Bee, so was there any student in Vietnam that graduated from St. George's? Yeah, so I would say that in the past, we do have students from Vietnam as well. So recently we have one student that already graduated and working as a doctor in Ho Chi Minh City, as I mentioned to you before. So he's now back in Vietnam and he are working there. And with other students from Vietnam, I would say, yes, we have that student. But at the same time, a few students also holding like a dual citizenship. So they're holding like a US passport as well. So they already now in the US working as a doctor. Yeah. Thì có một cái fun fact, có một cái điều khá là thú vị, đó chính là St. George có các học sinh ở Việt Nam nữa, chứ không phải là không có. Thật ra là có các học sinh ở Việt Nam, và hiện tại bây giờ đã có một bạn học sinh, có một cựu sinh viên của St. George đã tốt nghiệp tại St. George và hiện tại bây giờ đã quay trở về thành phố Hồ Chí Minh, quay trở về Việt Nam và tiếp tục cống hiến cái sự nghiệp mà chữa bệnh cũng như là gọi là giúp đỡ cho mọi người về mặt sức khỏe, hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì thực sự rất là vui và cũng rất là tự hào về việc về Việt Nam cũng như là tự hào về St. George. Yeah. Okay, so I'm sure that students study or planning to do medicine, they probably not just thinking where they want to study. But sometimes the most important question that they probably have to think about or asking themselves is where they want to practice. Because to be honest, it's really important where you want to practice more than where you want to go and study, which country, right? And a lot of students were also thinking ahead already that what kind or what type of doctor you want to be. I'm sure that some student here, you probably want to be surgeon. You probably want to be internal medicine, cardiologist, but a lot of students were curious that, okay, if I'm going to study at your university with St. George's, will I get a residency after I graduate or not? The word residency here, not meaning citizenship or US green card, it is purely a specialization. Okay, so this is the most important question that a lot of students concerned and curious about. Yeah. Thì các bạn học sinh khi mà mình đi du học cũng như đi học về cái ngành y như thế này là khá là đặc thù, thì các bạn ấy sẽ có một cái câu hỏi trong đầu rằng là mình sẽ thực tập ở đâu, mình sẽ gọi là được áp dụng những cái vấn đề mà mình học tập một cách thực tiễn ở đâu. Thì thường các bạn ấy sẽ có những câu hỏi đó nhiều hơn là cái câu hỏi là mình sẽ học ở trường nào, mình sẽ học ngành gì. Thì khi đến với St. George thì các bạn sẽ có một cái cơ hội rất là lớn trong cái việc mà các bạn ấy được thực tập tại các trường đối tác, cũng như là được thực tập tại các bệnh viện và trung tâm y tế đối tác của nhà trường. Và ngoài ra thì các bạn khi mà các bạn tốt nghiệp ấy thì các bạn sẽ có được một gọi là một cái sự đãi ngộ khá là đặc biệt trong việc mà được làm việc tại Mỹ. Thì đây không phải là thẻ xanh của Mỹ, cũng không phải là gọi là công dân Mỹ, nhưng mà đây là một điều khá là đặc biệt khi mà các bạn tốt nghiệp tại St. George. Thì với những các cái chương trình đào tạo cũng như là những cái chương trình thực tập ở St. George đưa ra cho các bạn, thì các bạn ấy có thể muốn trở thành một bác sĩ chuyên khoa hay là một bác sĩ phẫu thuật, thì St. George đều có thể giúp đỡ các bạn được. Dạ vâng. Yeah, so I would have to say that we can't guarantee whether a student will get the residency or the specialization that they wants to or not, because this is all, honestly depends on the student ability, of course, performance, your exam score, license exam, what are you doing good? Are you doing well in those exams or not? So we can't guarantee. But what I can assure you or I can show you here is our fact and figures that currently in 2022, last year in March, we placed students into the US residency up to 990 plus students. So this is quite a very large number for our student getting like a residency in the US. And another fact that I can show you is that we place 89% of our international students into the US residency in the US. Yeah. Could you back to yeah. Thì như lúc em lúc nãy thì Ms. Bee và cũng như là em cũng có nói rằng là không phải là các bạn ấy sẽ được gọi là thẻ xanh hay là công dân Mỹ, mà các bạn ấy sẽ được một cái gọi là một cái đãi ngộ, một cái điểm đặc biệt khi mà các bạn tốt nghiệp tại St. George trong cái việc mà các bạn có cơ hội được làm việc tại Mỹ. Thì ở đây á, thì không phải là không ai có thể đảm bảo được rằng là các bạn có được gọi là ở trong cái bang đấy hay không, hay là được ở lại trong vòng bao lâu đấy hay không. Nó phụ thuộc vào cái khả năng cũng như là cái thể hiện của các bạn trong suốt quá trình học tập. Các bạn học tốt hay không, hoặc là các cái quá trình học tập của các bạn thể hiện như thế nào. Dạ vâng. Thì có một cái con số khá là đặc biệt mà chị Bee có thể đưa ra ở đây, đó chính là trường của mình vào tháng 3 năm 2022 vừa rồi thì đã có hơn 990 các học sinh, thì các bạn ấy đã có cơ hội được học tập, được làm việc tại Mỹ. Thì như chị Bee có nói rằng là trường mình trong suốt 8 năm vừa qua là một trong những nơi mà hàng đầu trong cái việc mà đào tạo các bác sĩ làm việc tại tại Mỹ, và có 98% các bạn học sinh tốt nghiệp tại St. George, các bạn ấy có cơ hội được làm việc tại Mỹ trong suốt 3 năm vừa qua. Yeah. Okay, I can move on, right? Yeah. Okay, so currently St. George's, we are the largest source of providing doctors into the US. So basically we have kind of like a #1 provider, and as I said, producing doctor to become a doctor in the US. So we currently #1 comparing to other medical school in the US or outside US as well. Thì với như hồi nãy em đã có chia sẻ là nhà trường là một trong những nơi đào tạo, là một trong những trường đào tạo tốt nhất cho các bác sĩ hiện đang học tập và hiện đang có mong muốn cũng như là đang học tập tại St. George để có thể có được mong muốn rằng là làm việc tại Mỹ. Thì trường là một nơi đào tạo gọi là hàng đầu luôn so với các trường y khác ở trên toàn nước Mỹ hay là ở trên toàn thế giới. Yeah. Yeah, so another important thing that a lot of students concerning in terms of international student is about training. Every student study medicine, you have to do some training, right? With St. George's University, you will be training on the last 2 years. This is mandatory for everyone. So how? I mean, a lot of students think that, okay, I have to look for a place to do some training by myself or whatever. I have to say that no, the student don't have to find by themselves, because St. George's University, we partner more than 75 hospitals in the US and in the UK for students. So basically they can choose where they want to practice on the last 2 years. Yep. I can't hear you. One more time. Yeah, can now. Okay, thì như chị Bee có chia sẻ rằng là khi các bạn học trường y á, chắc chắn các bạn ấy sẽ rất là quan tâm đến vấn đề về thực tập, không chỉ là ở Việt Nam, không chỉ là ở nước ngoài đâu mà ở Việt Nam hiện tại mình cũng như vậy. Thì các bạn ấy sẽ thực tập vào 2 năm cuối của trong quá trình học của mình. Thì học trong vòng bao lâu thì các bạn ấy sẽ được chia sẻ trong cái phần tiếp theo, lát nữa chị Bee sẽ nói. Và trong quá trình học đó, thì các bạn ấy sẽ có một chút là mình thực tập ở đâu, và có phải là mình sẽ phải tự đi thực tập hay không, tự đi kiếm nơi và các cái đơn vị để mình thực tập hay không. Thì ở với St. George thì câu trả lời sẽ là không, bởi vì các bạn hoàn toàn có thể được thực tập tại một trong các bệnh viện cũng như là các cái hệ thống y tế, các trung tâm y tế của trường là đối tác của trường. Thì hiện tại trường đang có hơn 75 bệnh viện cũng như là các trung tâm y tế ở Mỹ và ở Anh. Thì đây là một cái cơ hội khá là dồi dào cho các bạn trong việc rằng là các bạn thực tập cũng như rằng là các bạn được ở lại làm việc hay là có được một cái offer công việc trong quá trình các bạn học tập chẳng hạn. Yeah. Okay, yeah. Another important thing that students study medicine will be thinking and concerning about their practice is that how they're going to be able to practice in the US. So as I said earlier that St. George's, we are the largest source or the #1 provided doctors into the US, means that we focus to place students into the US mainly. But at the same time, we also have an option for students to go to UK as well. But yes, we are focused to the US more. So we prepare and help every student to do their license exam. Because if you're going to become a full-time doctor, every student have to take the license exam, right? And I'm pretty sure that these happen to everywhere in the world, in Vietnam as well. Yeah. If you're going to practice, you have to take license exam. So in the US, our student will be taken the USMLE, which is the United States Medical License Exam. So this is the exam that they will be taken when they study with us to work in the US later on. Yeah. Thì thật sự là hôm qua khi bà nói rằng là St. George là một trong những headphone doesn't work. Oh yeah, yeah, it works now. Okay. Thì em xin nhắc lại là thật sự là hôm qua khi mà nói rằng là St. George là một trong những đơn vị, những trường đào tạo các bác sĩ làm và để có các bác sĩ mà sẽ làm việc tại Mỹ á, thì nhà trường thực sự là nhà trường focus vào thị trường Mỹ, vào đất nước Mỹ nhiều hơn. Nhưng mà gần đây thì nhà trường đã có đào tạo các bạn học, đào tạo các bác sĩ để có thể làm việc tại Anh. Thì khi mà các bạn làm việc như vậy á, làm việc ở các quốc gia như vậy á, thì không chỉ ở Việt Nam mà ở Mỹ cũng như là ở Anh, các bạn ấy đều phải có được một cái bằng, một cái chứng chỉ về bác sĩ á, thì các bạn ấy mới có thể làm việc được. Mặc cho dù là các bạn làm về bên chuyên khoa nào đi chăng nữa thì các bạn vẫn phải có bằng đó để các bạn có hiệu lực là một bác sĩ full time á, là một bác sĩ full time. Thì ở St. George khi mà các bạn ấy muốn làm việc tại Mỹ thì các bạn thì St. George cũng có đào tạo giúp cho các bạn vượt qua được cái gọi là USMLE, là một cái bằng để các bạn có thể có gọi là các bạn có đủ điều kiện để các bạn làm việc tại Mỹ như một bác sĩ full time. Okay, yeah. So again, I can't guarantee whether you will pass or fail on the exam, but this is the fact and figure that I can show you. USMLE exam consists of 3 steps, 1, 2, and 3. So the student will be taken step 1 and 2 when they study with us, but the step 3 will be taken after they graduate. So here are the fact and figure, the pass rate. Step 1, 94% pass rate. Step 2, 92% pass rate. It is very high percentage for our international student taking this exam for first time. They pass. Dạ rồi. Thì như em có nói hồi nãy rằng là cái bằng á, mình phải có một cái bằng gọi là USMLE để có thể làm việc tại Mỹ á, thì các bạn ấy sẽ phải thi. Thì cái bài thi này nó sẽ bao gồm trong vòng là nó sẽ có gọi là 3 kỳ, sẽ có ba lần các bạn thi. Thì lần đầu tiên và lần thứ hai, khi lần đầu tiên và thi lần thứ hai các bạn ấy sẽ thi trong quá trình mà các bạn học tại trường St. George, thì với một con số khá là ấn tượng, đó chính là 94% sinh viên quốc tế, trong quá trình học ở St. George đã pass được cái kỳ đầu tiên, tức là lần kiểm tra đầu tiên. Với con số là 94% á, là các bạn ấy thi một lần là các bạn pass luôn. Và con số 92% là cho các bạn học sinh sinh viên quốc tế đã pass được cái kỳ thi, cái lần kiểm tra lần thứ hai với cái bằng USMLE này. Còn cái bước thứ ba thì sao? Bước thứ ba là các bạn ấy sẽ làm trong quá trình các bạn vừa mới tốt nghiệp. Sau khi các bạn tốt nghiệp ở St. George thì các bạn sẽ phải làm cái bài USMLE này lần thứ ba. Thì pass được 3 bài đấy, các bạn sẽ có gọi là đủ điều kiện để các bạn được làm việc tại Mỹ với tư cách là một bác sĩ full time. Thì đây là 2 con số khá là ấn tượng đối với sinh viên quốc tế, tức là không thể nào mà đảm bảo được rằng là 100% các bạn học sinh sẽ pass được cái bài thi này, hoặc là sẽ auto vào sau khi tốt nghiệp tại trường sẽ có thể làm việc tại Mỹ á. Thì đây là con số mà nhà trường đưa ra, một con số khá là ấn tượng. Yeah, this is a really incredible number about the students where they're, yeah, okay. It is, yeah. So these are the program outline that I want to show everyone. St. George's University, we're using the US-based curriculum, which is the MD program or the Doctor of Medicine. Now, for MD, we teach 4 years program in orange color that you can see on the right-hand side. That is the MD program. If you happen to apply to the medical school in the US, yes, they taught 4 years program, but you have to graduate from a bachelor degree first before study that 4 years program from the US curriculum, right? But for us, you don't have to graduate from a bachelor degree. The reason because we have the left-hand side in blue color that we call it a preclinical, you can call it a pre-med, to serve the student who come directly from high school, to study in blue part with us first before you enter to the orange part, which is the 4 years MD program. Yeah. Thì đây là lộ trình học tập của các bạn học sinh mà muốn học trường y tại trường St. George. Thì các bạn có thể thấy ở đây rằng là với cái cột màu của màu cam ấy, nó là cái chương trình MD, là chương trình Doctor of Medicine. Thì cái chương trình này các bạn, nó sẽ bao gồm trường mình đào tạo 4 năm. Nhưng mà làm sao để các bạn học được chương trình 4 năm này thì cũng giống như ở Việt Nam, đó là các bạn học thường bác sĩ học tức là học 7 năm hoặc là học hơn. Thì để các bạn mặc được cái year 1 năm đầu tiên của cái MD này, các bạn phải tốt nghiệp Bachelor ở Việt Nam. Ok, không phải là nhất định ở Việt Nam mà ở quốc gia khác, nhưng mà miễn sao nó là bằng MD. Ms. Bee, must the bachelor degree related to the medicine degree? or not? If they're going to study 4 years program, they have to graduate from a science related in order to come to the 4 years program. Ok, yeah. Thì chị Bee đã gọi là cụ thể hơn, đó chính là nếu như mà các bạn muốn học 4 năm tại trường, muốn học cái năm đầu tiên của cái chương trình Doctor of Medicine tại trường St. George, thì các bạn phải tốt nghiệp đại học ngành có liên quan, ngành học có liên quan với ngành với y thì các bạn ấy mới có thể học được năm đầu tiên của cái chương trình MD program của trường St. George mình. Thì giả sử nếu như mà các bạn ấy học những cái ngành mà gọi là không liên quan đến cái ngành, giả sử các bạn là đang học lớp 12 chẳng hạn, high school đó, thì các bạn sẽ như thế nào? Các bạn ấy sẽ quan tâm đến cái cột màu xanh nhiều hơn, thì các bạn ấy sẽ là học pre-clinical trước, thì sau đó học dần dần và các bạn đào tạo trong vòng 7 năm thì các bạn ấy sẽ có gọi là Doctor of Medicine của trường St. George's. Yeah. Let's see. For the blue part, the blue column, yeah. For the high school students, so how about the student they come to another bachelor which is not related to medicine? If they come to, if they graduated from bachelor degree from, let's say, marketing, that is not really related to science, they can apply to 4 years program, but definitely they will have to study like a foundation class. And we probably have to look back into their background academic, whether they have been studying anything related to science before. If not, we don't believe that students be able to study or have enough knowledge in terms of chemistry, biology to study medicine. Yeah. Vậy còn những cái trường hợp mà các bạn học sinh sinh viên mà không học những cái ngành liên quan đến medicine, không liên quan đến ngành y thì sao? Thì các bạn ấy sẽ phải, ít nhất các bạn ấy cũng phải học một cái foundation, một cái khóa foundation, thì và trường song song theo đó trường cũng sẽ xem lại các hồ sơ của các bạn xem coi là các bạn có học những cái ngành liên quan đến y hoặc là y học hay không, những cái môn liên quan đến sức khỏe, để chắc chắn rằng các bạn có đủ những cái kiến thức để các bạn học về medicine. Yeah. Okay. Okay, so as you can see, there's so many flags down there. The yellow-green flag, that is Grenada flag, meaning that we have every program serving in Grenada. But at the meantime, we also have a UK flag as well. So if the student coming into the year 2 in blue color, yes, definitely they will have a chance of going to UK first to study with us in the UK, get some experience, and they can spend time in the UK up to 3 years. Okay, and the last 2 years, year 3 and year 4 in orange, that is the part where you do rotation. So you have to go out to the hospital 100%. That is where you choose where you want to go to practice. That we partner with 75 hospitals. Thì với những lá cờ ở dưới đây thì các bạn có thể nhìn thấy khá là kỹ, là với những cái lá cờ, những màu cam mọi người khá biết rồi, màu cam là của Grenada đó, còn cả lá cờ của Anh, lá cờ của Mỹ và của Ấn Độ. Thì điều này đồng nghĩa với việc là gì? Với những cái lá cờ màu cam á, thì các bạn, thì cái chương trình đó nó sẽ có ở Grenada sẽ có hết tất cả các chương trình đào tạo cho các bạn, ngoại trừ cái chương trình thực tập. Bởi vì khi các bạn thực tập vào 2 năm cuối, như lúc nãy em có nói rằng là các bạn thực tập là các bạn sẽ thực tập ở 2 năm cuối ấy, thì ngoại trừ các bạn sẽ phải ra khỏi trường của mình để di chuyển đến một trong 75 bệnh viện đối tác cũng như là trung tâm y tế đối tác của nhà trường để thực tập, thì các bạn sẽ di chuyển đến Mỹ hoặc là Anh. Đó thì sẽ là các cơ hội cho các bạn để các bạn tiếp tục được thay đổi môi trường học tập cũng như là thực tập để có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Song song theo đó, với những năm học ví dụ như là năm 2 của pre-clinical hoặc là với năm 3 hoặc là năm 3 pre-clinical hoặc là năm đầu tiên của MD program, chương trình MD, chương trình Doctor of Medicine thì sao? Thì các bạn có thể học ở Grenada hoặc là học ở Anh. Nếu như bạn học ở Anh trước thì tức là sao? Các bạn sẽ có cơ hội được ít nhất là học tập và làm việc tại đó trong vòng 3 năm. Rồi để tức là các bạn được chọn campus học đó, được chọn campus học trong đó. Ok. Yeah. Okay, and the requirement that I have to say that we are quite direct. We're looking for only 3 main things. Number 1 is the transcript for every student, whatever they study from, a high school, bachelor degree, A-level, whatever degree. We're looking for the transcript. Number 2, we're looking for 2 letter of recommendation. So the teacher have to write something for us to recommend. And number three, we're looking for English exam. Of course, either TOEFL or IELTS. The IELTS, we're looking for 7 for all band. Yeah. Yeah. Về những cái điều kiện đầu vào thì khi các bạn đến với Hằng Lương thì Hằng Lương sẽ có thể thông tin cho các bạn rất là kỹ về những cái điều kiện đầu vào khi và chuẩn bị cho các bạn một cái hồ sơ khá là kỹ để các bạn có đủ điều kiện để có cơ hội được xét điều kiện với trường St. George. Thì ít nhất là các bạn cũng sẽ phải chuẩn bị cho Hằng Lương cũng như là cho trường những cái bảng điểm của các bạn, không cần biết là các bạn học ở high school hay là cao đẳng hay là đại học, thì mình vẫn cần bảng điểm của các bạn, cũng như là những cái điều kiện tiên quyết khác, ví dụ như là tiếng Anh. Thì như chị Bee có nói rằng là vì đây là một ngành như em có nói ban đầu ấy, là một ngành rất là đặc thù liên quan đến vấn đề sức khỏe, cho nên rằng là cái vấn đề mà các bạn đi du học là bạn chịu một ngôn ngữ khác, các bạn phải đảm bảo được rằng là IELTS của các bạn hay là TOEFL gì đấy, IELTS các bạn phải đạt được 7 chấm, một cái khả năng để chắc chắn rằng là các bạn có thể hiểu cũng như là tiếp thu được các cái chương trình học cũng như là kinh nghiệm cũng như là xử lý tình huống trong quá trình mình học tập cũng như là làm việc. Yeah. Is there any question for this one with the student? Yep, they do have some. Yeah, there are 2 questions, but I explained before. Oh, okay. Yeah, I explained before. Yeah. So from this slide onward, I will be a little bit quick because yeah, to some slides not really related. So SGU partnering with Northumbria. This is Northumbria that we partner with. We run the same program, same curriculum, everything are the same. But when students applying, they apply directly to St. George's University. They don't pass any UCAT or UCAS system. Everything will be directed to St. George's. Yep. Yeah. Thì như trường có nói là trường có direct, trường có partner với một trường là trường Northumbria ở Newcastle, Northumbria University. Thì đây là có, họ sẽ đào tạo một cái chương trình giống như là chương trình của St. George. Và okay, Ms. Bee, the student asked about the campus, the differences between the campus. And they said that if they study it, could you back to the slide, the pathway? Yeah, they asked about the differences between the campuses. For example, they are studying in year 2 of preclinical, and they study in Grenada for half, and then they move to UK for half. Is that okay? No, if they chose to go to UK first, for example, if they chose to go to UK to start at the beginning, they have to remain in the UK for 3 years. Yeah. They cannot like moving around. The reason because that is really depends on the UK visas, not because of us, but because of their rules and regulation from the UK. Yeah. Yeah. Thì với một cái câu hỏi mà hồi nãy có một bạn đặt ra thì rằng các bạn học giữa các campus như thế này á, các bạn đã theo ngay từ đầu là các bạn sẽ phải theo luôn trong chương trình đó, trong suốt một năm đó, trong suốt 3 năm đó. Dạ vâng. Ví dụ như là ở Anh này, các bạn sẽ thấy 3 lá cờ, thì 3 lá cờ này các bạn sẽ phải học hết 3 năm tại Anh, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái visa của các bạn nữa. Yeah. Chứ không phải rằng là các bạn có thể được học một nửa chương trình của các bạn học ở Anh rồi một nửa chương trình các bạn học ở Grenada, như vậy là không được. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So I'm sure that every student knew that study medicine is hard, is tough. It's very stressed. I'm telling every student of mine that it's hard. So don't expect to be easy for medicine, right? But another question or concern that students have is how SGU or our faculty team supported them. I have to say that we focus on the small class size basis. 75% is small class together with the lab. Small group work is between 8 students to 1 clinical tutor. So you will be attending big lecture hall consists of 800, 900 students. But after that, you will be coming back to the small group that you are working with. You are working among yourself with your friends and the tutor, the clinical faculties that they will be helping in the group. So that will be only 8 students. It's very small. So you will be able to talk, to understand, to discuss about what you have been doing, study in lecture hall and whatever within that 8 student. Yeah. Yeah. Thì như chị Bee hồi nãy có nói rằng là cái vấn đề mà mình học y ấy, thì không phải nói chung là ai cũng biết rồi, tất cả các học sinh đều biết, cũng như là các quý vị phụ huynh cũng biết rằng là học y thì nó khá là stress, cho nên là mình cũng không thể nào mình nghĩ mình mong chờ nó là có một cái gì đó dễ dàng cho mình được. Thì ở SGU, ở St. George's University thì nhà trường hỗ trợ các bạn bằng cách nào? Đó chính là khi mà các bạn học ở những cái khoa học của mình đó, có thể là các bạn học ở những cái hội trường giảng đường như thế nào, lớn như thế nào đi chăng nữa, thì back lại về cái lớp học của các bạn á, thì sẽ là 75% là các bạn sẽ học với những cái lớp học mà có tỷ lệ là 8 học sinh và một giảng viên. Thì trong cái tỷ lệ 8:1 đấy thì các bạn sẽ được gọi là cái tỷ lệ, cái phần trăm mà các bạn tiếp xúc cũng như là được trao đổi, cũng như là được giải đáp những cái thắc mắc, và mình được cọ sát hơn đó, mình được giải đáp kỹ thắc mắc hơn của mình đó, thì nó sẽ cao hơn, tức là một cái tỷ lệ khá là nhỏ. Như vậy thì các bạn sẽ được theo sát kỹ bởi các giáo viên, và khi các bạn học với một nhóm như vậy thì các bạn sẽ có gọi là các bạn sẽ được làm việc với chính bản thân của mình, hoặc là các bạn sẽ làm việc với đồng bạn học cùng lớp của mình đó. Đó, như vậy thì một cái tỷ lệ đó nó sẽ gọi là tăng cái sự tương tác hơn, các bạn sẽ không có quá là bị loãng trong một cái lớp học quá là đông. Thì thường thì các bạn cũng sẽ học như vậy, hoặc là các bạn sẽ học trong phòng thí nghiệm nữa, dạ vâng. Yeah. Okay. And the team that I want to highlight here, we call it a DES, or Department of Educational Services. What they do, they help students from day one when they arrive at the campus. For both campuses, they will help students if they feel lonely, of course, if they feel homesick, and even if they feel like they have a problem in terms of study. They cannot catch up in class, they behind some subjects, whatever, they can reach out to the team to get the support. They might be able to set like an extra class for students to sit and study for free. But we have our clinical team or clinical faculty to come down and teach our students. So basically we try to support our students to be success and to pass in that journey in terms of study medicine. Yeah. Thì trong cái quá trình mà học tập của các bạn á, thì giả sử khi các bạn không biết về cái ngành đặc thù như thế này thì chắc chắn không thể nào mà mình nghĩ rằng là mình sẽ pass 100%, hoặc là mình sẽ học trong một cách gọi là mượt rất, mình không thể nào mà đảm bảo 100% là như vậy được. Thì hiểu được cái vấn đề đó cho nên là ở St. George's đã có một cũng như là có một dịch vụ hỗ trợ, một bộ phận hỗ trợ các học sinh sinh viên về cái vấn đề về học thuật. Thì không phải rằng là các bạn học ở đây lâu thì nhà trường mới hỗ trợ các bạn, mà là các bạn chỉ cần đặt chân đến khuôn viên của trường, bất kể là khuôn viên nào ở Grenada, ở Mỹ hay là ở Anh hay là ở Ấn Độ, thì các bạn đều có được sự hỗ trợ này từ các nhân viên của nhà trường ở trong bộ phận hỗ trợ sinh viên này. Thì kể cả các bạn vừa mới đến này, các bạn cảm thấy khó bắt chuyện với bạn bè, khó kết bạn này, nhớ nhà này, hay là các bạn cảm thấy là các bạn học bị thụt lùi lại so với mọi người trong lớp, hoặc là các bạn học theo không kịp bài ở trên lớp, thì các bạn có thể tìm gặp các nhân viên ở trong dịch vụ, ở trong bộ phận hỗ trợ sinh viên quốc tế của nhà trường. Thì nhà trường sẽ có những cái biện pháp, cũng như là sẽ có những cái buổi học gọi là free cho các bạn đó, để giúp các bạn hoàn thành tốt về cái quá trình mà các bạn học tập tại đây. Thì thật sự là với một trường y như vậy thì phải nói là trường St. George's take care các bạn khá là kỹ trong vấn đề về học tập. Yeah. Oh, I'm sorry. Yes, okay. So, the recognition part, I have to say that number one, we're not yet recognized under the Vietnamese Medical Council. Yeah, but I believe like students graduate from us, they can go back to work in Vietnam. This is the direct experience that I've been talking to one of our alumni that he actually came back. He came back to Vietnam just right before COVID, I would say. So he right now be able to practice in Tam Duc Hospital, right, in Ho Chi Minh. Yeah. Yeah. So he's been working there as a cardiologist right now. And he just have to pass all the paperwork stuff and all the license exam stuff. That's all. So I don't think that by not recognized, there is a problem for students to go back to Vietnam. But again, at the same time, some students might not looking back to go back to Vietnam, but they're looking to work in the US or in the UK. So we recognize by the GMDC from the the council as the Grenada Council, which recognized under the World Federation of Medical Education, allows students to be able to sit and study in UK and from the US side, in the US and the US side as well. Yeah. Yeah. Thì như chị Bee có nói rằng là thì có một sinh viên của trường mình của trường St. George đã học tại St. George tốt nghiệp và quay lại làm việc ở Việt Nam. Tức là sao? Các bạn học sinh khi mà học xong á, các bạn không phải rằng là học xong là các bạn chỉ có đi Mỹ thôi hoặc là đi ăn thôi, các bạn hoàn toàn vẫn có thể quay lại Việt Nam được. Vấn đề ở đây rằng là phụ thuộc vào cái nhu cầu của các bạn thôi. Thì St. George cũng được công nhận bởi Grenada Medical, cũng như là một cái hội đồng tại Grenada về cái vấn đề rằng là đào tạo, cũng như rằng là đào tạo các bác sĩ. Thì khi mà các bạn học tập xong tại St. George thì các bạn vẫn có thể làm việc tại Mỹ hoặc là ngoài nước Mỹ nói chung. Okay. Yep. So here are the live at SGU that I want to show the picture to you. As you remember the first slides, the big picture of our campus, we have every facility to serve our student. Of course, we have accommodation, we have bus service, we have fitness, restaurant, cafeteria to serve our student on campus with us. Thì như các bạn có thấy rằng là cái tấm hình đầu tiên mà lúc nãy chị Bee và cũng như là em có show cho mọi người ngay từ slide đầu tiên của chương trình đó, thì là trường mình được bao bọc bởi biển khá là xinh đẹp. Thì bên trong thì không phải là chỉ có bao bọc bởi biển cho nên là bị cô lập đâu ạ, mà bên trong nhà trường vẫn có đầy đủ hết tất cả các cái dịch vụ cho các bạn học sinh, từ phòng gym, nhà ăn, cũng như là tham quan hay là nhà ở, hay là gọi là những cái nơi mà mình có thể relax, mình có thể thư giãn sau cái quá trình học khá là căng thẳng. We also have clubs and organization for students as well, because as I said, you study medicine, it's hard, it's tough. So we want you to do some fun stuff. We have all these activities to serve our students that you can choose what you want to take part in. Yeah. Thì ở nhà trường có khá là nhiều những cái câu lạc bộ cũng như là các cái hoạt động ngoại khóa mà các bạn ấy có thể tham gia trong quá trình mà các bạn học tập để các bạn gọi là xả stress này kia. Thì các bạn có thể thấy đây, tấm hình đầu tiên đó chính là các bạn học sinh đang cầm từ Việt Nam. Vâng, rất là vui. Yeah. Okay. And obviously we have sports and recreation. We have indoor sport, outdoor sport. So every student can take part whatever sports they want to play or they want to take part in. Yeah. Thì bất kể các cái môn học nào, bất kể các môn thể thao nào thì các bạn đều có hoàn toàn có thể đăng ký tham gia khi mà các bạn học tại trường của mình. Okay, so coming to the very important question that I'm sure that every student will be curious about, is we providing some financial aids or scholarship or not? The answer is yes, we provide scholarship to every international student, but it is a need base for our international student. And the maximum scholarship that we provided is around $70,000 for the whole program. Thì nhà trường cũng có, tức là các bạn cũng khá là quan tâm về cái vấn đề về học, gọi như là các cái hỗ trợ về tài chính hay là học, hay còn gọi là học phí, học bổng cho các bạn học sinh học tại đây đó. Thì nhà trường thật sự là có các cái chương trình về học bổng cho các bạn học sinh sinh viên quốc tế. Thì hiện tại thì nhà trường đang có học bổng $70,000 Mỹ, nhưng mà không phải là trong một năm đâu ạ, là cho toàn khóa học mà các bạn học tại đây, được không? Okay, yep. So how to apply? So it is a direct application to St. George's. So meaning that if the student interested, I mean, you will be helping the student out to fill in the application form. They just have to prepare all the three main things that I said earlier: transcript, letter of recommendation, and the English exam. The three main things together with application. When they submitted in, we were granted for an interview. And after that, we make decision. So it's quite direct. Dạ vâng, thì về vấn đề về tiến hành hồ sơ cũng như là học tập tại đây thì chị Bee có nói rằng là Hằng Lương hoàn toàn có thể giúp đỡ các bạn học sinh trong vấn đề mà xin gọi như là làm tiến hành hồ sơ để có thể học tập tại trường. Thì bởi vì Hằng Lương rất là vinh dự khi mà gần đây, thực sự là mới đây thôi, Hằng Lương đã trở thành một đối tác trực tiếp của trường St. George trong việc mà tuyển sinh các bạn học sinh sinh viên quốc tế tại Việt Nam. Ms. Bee, I just tell everyone that we are really, it is our great honor to be your direct partner. Congratulations. Thì đó là những cái vấn đề về hồ sơ thì Hằng Lương hoàn toàn có thể giúp đỡ các bạn trong quá trình mà học tập và làm việc sắp tới tại trường St. George, bởi vì Hằng Lương đã là đối tác trực tiếp của trường St. George trong việc mà tuyển sinh các sinh viên Việt Nam rồi. Thì các bạn hãy đừng ngần ngại, cũng như các quý vị phụ huynh có quan tâm về trường St. George hay là muốn Hằng Lương hỗ trợ trong vấn đề du học tại trường St. George thì các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với Hằng Lương. Okay, so before we moving on to the Q&A part, I just want to recap that what are we actually provided to the student. Of course, our curriculum and academic support leads to an outstanding residency and the USMLE results. So this is the main success rate from SGU. And secondly, we partner more than 75 hospitals for students to do their clinical rotation. Number three, we focus on the small class size basis that I told you, 75% is all small groups. And we have a modern technology and facility to serve every student on campus. Thì chị Bee vừa mới thông tin lại, cũng như gọi là mình vừa mới review lại cho các bạn những vấn đề mà St. George đã offer cho các bạn trong quá trình các bạn học tại đây, tức là những cái gọi là ưu điểm cũng như là những ưu ái mà nhà trường có cho các sinh viên quốc tế. Thì đó chính là nhà trường, em xin lặp lại rằng là nhà trường có chuẩn bị cho các bạn trong quá trình rằng là các bạn thi cái bước 1 và cái bước 2 của cái bằng USMLE để các bạn có thể đủ điều kiện để là học làm việc như là một bác sĩ full time tại Mỹ. Và bên cạnh đó về cái mạng lưới bệnh viện cũng như là trung tâm y tế đối tác của nhà trường với một mạng lưới rộng đến như vậy ở Anh và ở Mỹ, thì các bạn hoàn toàn đừng lo, và cả Canada nữa, thì các bạn hoàn toàn đừng lo trong vấn đề rằng là các bạn sẽ phải thực tập ở đâu trong suốt hai năm cuối của quá trình các bạn học tại đây. Và một cái điểm khá là sáng, một cái điểm khá là đặc biệt mà các bạn sẽ rất là quan tâm ở St. George, đó chính là cái quy mô lớp học thì khá là nhỏ, với tỷ lệ một giảng viên và 8 sinh viên, thì các bạn hoàn toàn có thể có được những cái kinh nghiệm được trao đổi kỹ hơn, cũng như là tăng cái khả năng tương tác giữa các học sinh với học sinh và giảng viên. Rồi, ngoài ra thì St. George cũng nhấn mạnh những cơ sở vật chất mà lúc nãy chị Bee có cho chúng ta xem qua các hình ảnh về cơ sở vật chất này, cũng như là về các hoạt động giải trí tại trường. Okay, and this is at the top 20 hospital that our students are working with. I mean, not international, but I mean the whole population. So as I said earlier, that where you want to practice is a little bit important question that you probably have to think first, not where you want to study. Because even you study with us, but you can still work at Johns Hopkins, you can still work at Mayo Clinic or UCLA or other big hospital in the US. So this is the top one that our students are working with. Thì trên đây là 20 bệnh viện cũng như là các trung tâm y tế mà là đối tác của trường St. George, thì các bạn học sinh sinh viên khi mà tốt nghiệp thì các bạn ấy khi mà các bạn trong quá trình thực tập thì các bạn hoàn toàn có thể thực tập tại đây. Okay, and here are we have like different alumni, of course. So if you want to talk to any student, we can schedule it up, of course. We have Taiwan, we have from Thailand. I have some other from Vietnam as well. But as I mentioned, that some from Vietnam, they also holding like a US citizen student. So sometimes the details or the real information might not match with like students from Vietnam who don't have like a dual citizens, right? Because some students, they feel like they have dual citizens, so they benefit from the one that don't have. So yeah, but again, we still have some student that we can work it out and give you some information as well. Thì khi mà các bạn học sinh mà có bất kỳ một could you back to the slide? Could you back to the slide? Which one? Your partners hospitals. Okay. Thì khi mà các bạn học sinh, sinh viên mà có bất kỳ các câu hỏi gì hay là có bất kỳ một thắc mắc nào về cái chương trình học cũng như rằng là quá trình làm hồ sơ hay là du học tại trường St. George hoặc là có quan tâm đến ngành y thì các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với Hằng Lương để Hằng Lương có thể giúp đỡ các bạn nhiều hơn trong quá trình làm hồ sơ cũng như là học tập tại đây. Ms. Bee? Yeah. So is that anything you want to share to the students, or we could jump into part. Q&A part, because we have some questions now. Sure. Yeah. Okay. So yes. So can we jump into the Q&A part? Yeah. Which question? Yeah, okay, so I will read you the question because I don't see the question. Okay, the question here is that on Facebook, a student asked about the English requirements. They said, she said that what happened or what should she do if she cannot meet the English requirement about IELTS 7.0? We don't have pre-sessional. So, one, repeat the exam. Or you take alternative exam. So we're looking for IELTS or TOEFL or PS and PTE, for example. So there are different options, but what we're not taken is Duolingo. It's something that we're not accepted. Okay. Yeah. Thì chị Bee có nói với các bạn rằng là nếu như mà các bạn giả sử các bạn không nhưng mà câu hỏi hồi nãy có một bạn đặt ở trên trang fanpage của Hằng Lương á, thì giả sử các bạn không đạt được yêu cầu tiếng Anh như là 7.0 IELTS nhà trường thì sao? Thì thật sự là chị Bee chỉ có thể nói cho các bạn một điều, đó là các bạn không đạt được thì các bạn chỉ còn cách là ôn và học lại và thi lại thôi, hoặc là các bạn sẽ có thể thay thế cái bài thi IELTS đó bằng một cái bài tương đương với một số điểm tương đương, giả sử như là TOEFL chẳng hạn, hoặc là PTE. Và thì các bạn nên lưu ý những cái yêu cầu đầu vào về khả năng tiếng Anh thì thường các bạn có thể focus vào IELTS hoặc là TOEFL hoặc là PTE, tại vì sẽ có một vài các những cái bằng tiếng Anh đó, nhà trường có thể là sẽ không accept, sẽ không cân nhắc cho các bạn những bằng đấy. Các bạn phải cố gắng trong cái vấn đề về tiếng Anh của mình, bởi vì các bạn cũng biết như hồi nãy em có đề cập là về tiếng Anh trong cái ngành sức khỏe này thì khá là đặc thù, khá là đặc trưng và các bạn phải cố gắng. Yes. Ms. Bee, they asked that. So you mentioned about the alternative test. So how much? I mean, how high the TOEFL? How is the point? What is the point of TOEFL? So TOEFL, it will be between 94 to 101 for the overall for TOEFL. 94. Yeah. Yeah. Okay. 94 for 101 to 101. 101. Thì với TOEFL thì các bạn phải cố gắng đạt được trong mức khoảng là từ 94 overall cho tới khoảng chừng 101 cho gọi là bài thi TOEFL. So how about the PTE? PTE for 65 overall. Yeah. 65 overall. And a student asked. And a student asked about, are there any differences between the English? Are there any differences about the English requirement between every year, between the preclinical and the? No. Yeah. No. Yeah. So I would say that our main requirement for English, let's say for IELTS, because IELTS is like the most standard one, right? So IELTS, we're looking for 7 for all band for every student in order to study like a direct program with us. As I said, I don't have pre-sessional, but we have English classes happening together with your medical program. So it's kind of like you study English plus the medical subjects together for like 2 terms, for example, but that will extend the day, the period that you will graduate out for 2 terms as well, because you spend your time to study English. But if you have 7 for all band in the beginning, you don't have to study that 2 years of English, or 2 terms of English. 2 terms of English. Yeah. Okay, so the term of English, they will study at the same time with the main course. Yeah. the main course. So that's why we don't have pre-sessional. So students will not study before they doing the medicine class. Everything will happen together. So that means that when that's okay. So by the way, they have to anyway. They have to come. They have to meet the requirement of IELTS 7. If they have 7 or band, they don't have to study English. But if they don't, we have to look like they don't. This how much? Let's say just 6.5. That is the part that we taken. If it's lower than that, like 4 or 5, we're not accepted because we study medical program in English. So we have to make sure that student is fluent enough to be able to study everything in English and they totally understand. So that's why we pretty put it high score. Yeah. No, that makes sense because this is related to health. That makes sense. Yeah. Okay. Và hồi nãy chị Vi có nói rằng là nếu như mà các bạn phải đạt được IELTS 7 chấm. Nếu như bạn không được đạt được IELTS 7 chấm thì sao? Giả sử nhà trường sẽ back lại với cái khả năng tiếng Anh của các bạn. Nhà trường cần phải đảm bảo rằng là các bạn sẽ phải trôi chảy tiếng Anh để các bạn có thể học được cái chương trình của trường. Thì khi đó thì các bạn sẽ học song song. Nếu như IELTS của các bạn giả sử là 6.5 thì các bạn ấy sẽ học được học song song trong cái quá trình là vừa học tiếng Anh và vừa học khóa chính của trường. Nhưng khi mà như vậy thì các bạn có thể rằng là sẽ kéo dài cái khoảng thời gian học của các bạn ấy ra thêm 2 kỳ nữa, bởi vì các bạn sẽ phải học tiếng Anh thêm 2 kỳ. Được không? Thì với những cái khó khăn như vậy thì mỗi một các bạn học sinh sẽ có một cái khả năng tiếng Anh khác nhau, thì các bạn cứ liên hệ với Hằng Lương. Hằng Lương sẽ có thể giúp cho các bạn có những lời khuyên cũng như là có những định hướng trong vấn đề về việc học tập tại đây. Yep. Ms. Bee, the question is related to about the scholarship, and they said that, as you said that before, there is a scholarship for international student up to 700. 70,000 USD. And the student asked, this is for 7 years or for... Yeah, if they're coming to 7 years program, it will be for the whole 7 years. If they come for 6, will be for whole for 6. If they come to 5 years program, will be whole for 5 years or 4 years. Okay. So whatever program they're coming in, the maximum scholarship that we have is 70,000. But they will have to apply for it. It is a need-based basis. I can't guarantee that everyone will get 70. Some of you might get 55 or 62 or 67, for example, who knows? But you can apply for it, yeah. Yeah, thì khi các bạn học tập tại đây thì về cái vấn đề về học bổng á, thì như hồi nãy các bạn có đặt câu hỏi rằng là 70.000 đô đấy á, là 70.000 đô cho 7 năm luôn hay sao? Thì Vi có nói rằng là nếu như mà các bạn học vào 7 năm á, thì nó sẽ là cho cả 7 năm, 6 năm thì nó sẽ cho 6 năm, nhưng nó là up to, nó là lên đến 70.000 đô. Thì khi mà nhà trường xét vào cái hồ sơ của các bạn, nhà trường có thể cho các bạn học bổng dựa theo những cái bảng điểm đó, chứ không phải là 100% là các bạn vô làm sẽ được auto 70.000 đô. Có thể là các bạn sẽ được thấp hơn chẳng hạn, được không? Ms. Bee, the question about the tuition fee. They said that, Ms. Bee, might I missed the tuition fee? How much is the course? So the fee, I didn't show it in here because this is like the main slides. Or, wait, you can just to the like the estimated number. Yeah, so for the orange part, for the 4 years program, the whole 4 year is around 320,000 USD. So it's, I write it here. Yeah. You can see, right? For 4 years, right? Yeah. And then the student have to add the blue part as well, if they study. So the blue part, each year it costs 38,200 for each year. If they study 2 years, they have to time 2. If they study 3 years, they have to time 3, and then they plus the 4 years in orange part. Yeah, that excludes the scholarship. The student can think about the scholarship. Yeah. Thì với học phí ở trường của mình thì khi các bạn học pre-clinical á, thì 1 năm sẽ là 38.200 đô Mỹ. Còn nếu như mà các bạn học chương trình MD Doctor of Medicine á, thì nó sẽ là 320.000 đô Mỹ cho cả 4 năm. Đó. Nhưng mà cái này là chưa bao gồm học bổng nha các bạn. Dạ. Yeah. Okay. Okay, this question about, let me think about that. The question about their job opportunity. I mean, the student want to ask about the intern, I mean, the training course, the training course after in their last 2 years, in year 3 and year 4 of MD program. The student want to ask about, they are automatically sent to a particular hospital, or they can choose. They can choose, yeah. So when the times come where you near it of going to practice, you will be able to choose like maybe 3 rank, like where you want to go. But where is not the name of the hospital, it's location. For example, you want to go to New York or New Jersey or California, for example. They will place you in according to the location. But if all 3 doesn't available because the hospital might be already full from other places as well, so they might place you to somewhere else, but the university will be talking to you and discuss with you about that. Yeah, so you will have a place to practice. I would say that. Yeah, that is the real, that is the special thing, the most special thing about your school. Thì có một câu hỏi của các bạn đặt ra, đó chính là khi mà các bạn trong cái năm thứ 3 và năm thứ 4 của chương trình MD á, là chương trình mà các bạn sẽ đi thực tập á, thì các bạn có một bạn học sinh đặt câu hỏi ra cho Hằng Lương rằng là các bạn sẽ nhà trường á, sẽ là gửi các bạn, nhà trường sẽ gọi là auto cho các bạn vào một nơi nào đấy để các bạn làm luôn, các bạn thực tập luôn, hay là các bạn được phép chọn nơi để các bạn thực tập. Thì chị Bee có nói rằng là các bạn sẽ không phải là chọn bệnh viện, sẽ không phải là chọn trung tâm y tế nào mà các bạn sẽ vào thực tập, mà các bạn sẽ có 3 sự lựa chọn. Nhưng mà 3 sự lựa chọn ở đây là về location thôi, về vị trí thôi, về vị trí mà các bạn muốn đi thực tập. Ví dụ như là ở New York hay là ở New Jersey thì các bạn có quyền các bạn chọn địa điểm như vậy. Thì khi đó nhà trường sẽ xem coi là những địa điểm này, các cái trường nó còn slot hay không để cho các bạn thực tập hay không. Nếu như mà còn thì ok, các bạn vẫn có thể đi thực tập bình thường, còn nếu như không thì nhà trường có thể cho các bạn đi thực tập tại những địa điểm khác. Bởi vì các cái việc mà các bạn thực tập á, thì nó cũng giống như là việc học vậy á. Nếu như mà cái bệnh viện đó đã full rồi, nó đã đủ rồi thì các bạn bắt buộc các bạn phải chuyển sang một cái địa điểm khác để mình tiếp tục cái chương trình thực tập của mình, để mình bắt đầu cái chương trình thực tập của mình. Yeah, that is very flexible for the students. Yeah. 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 And they asked about when the student asked about the time. I mean, the particular requirement for every year in preclinical program. What do you mean by that? They mean the differences between year 1, year 2, and year 3. What the requirements you mean? Yeah. No. So if when they apply to us, the requirement is, as I said, 3 main things, right? But when they come in to study with us, yes, they probably have to pass their midterm final exam in order to move forward to the next level. This is like something like a normal procedure when they come in to study in the like university level. Yeah. But they don't have to reapply again. Thì các bạn vâng, thì các bạn học ở preclinical thì tất cả các cái yêu cầu thì nó sẽ như nhau hết. Tất cả các phần như nhau, các bạn sẽ đều phải pass cái điều kiện đầu vào, cũng đều phải pass cái khả năng tiếng Anh. Thì cũng như là hồi nãy chị Bee có nói, khả năng tiếng Anh thì bắt buộc vẫn phải đạt được 7 chấm. Yep. Ms. Bee, there's a really funny question here. They said, this is not a question. It's just like a statement about from the student. They said that, I can see a lot of recreation activities and sport club here. But as you told me, the program for the doctor of medicine are really strict, are really tough. How can I have enough time for them? Yeah, I think it's not a question. It's just a statement. A statement, yeah. You will have time for that. So that's why you just have to split your time. You balance your life properly, so you will have a good time. And we really encourage students to do some activity as well, because if you keep reading the books or stay in the library every day, every time, I think it's too stressful. Just bring yourself out and do some other stuff as well. Yeah. Yeah. Thì các bạn, như chị Bee có nói rằng là các bạn sẽ có hoàn toàn có thời gian để các bạn được tham gia những cái trò chơi cũng như là những cái hoạt động của nhà trường đó, bởi vì các bạn sẽ có biết cách gọi là cân bằng được cái công việc cũng như là học tập của các bạn để các bạn có thể tham dự vào. Chứ nếu như mà các bạn chỉ chăm chăm vào việc học không thôi thì thật sự rất là stress cho các bạn. Ms. Bee, this question is related to about the schedule, I mean the timetable in the school. Yeah, and how many days the student must to be attend the class? In really depends on what program they're coming in. If they're coming to, like, let's say here, year 1 or year 2 in Blue Pod, they might not be study like every single day as the 4 years program. So each program, I think it's really different in terms of schedule or the timetable. I can't reply exactly on this part, but I'm replying according to the student in the past that they told me. But in each term and in each year, I'm sure that schedule and timetable, they always change. Yeah, so depends, yeah. I would say depends where you come in, yeah. I think they want to ask about, do they have the weekend off? Yeah, they do. They don't study on weekend, but some student they study themselves on weekend. Okay. Thì có một câu hỏi của các bạn đặt ra cho Hằng Lương rằng là cho Hằng Lương cũng như là chị Bee, đó chính là cái chương trình học của nhà trường của trường ấy, thì nó khá là gọi là gắt cũng như là khá là khó cho ngành y ấy. Thì các bạn làm gì có thời gian để các bạn gọi như là tham gia các cái buổi hoạt động ngoại khóa này kia, thì như chị Bee có nói là các bạn hoàn toàn có thể cân bằng được thời gian của mình. Thì một câu hỏi khác dành cho Hằng Lương, cho St. George cũng như là Hằng Lương là vậy thì cái thời gian học của nhà trường như thế nào? Thì chị Bee cũng có giải thích rằng là nó sẽ tùy thuộc vào các cái ngành học của các bạn. Thì mỗi ngành học của mỗi, hiện tại thì chị Bee chưa có thể confirm cho các bạn được rằng là các bạn sẽ học bao nhiêu, bởi vì mỗi cái ngành học và mỗi cái kỳ học cái thời khóa của các bạn nó sẽ khác nhau. Nhưng mà các bạn thường thì sẽ không có học vào cuối tuần, chỉ là các bạn tự học vào cuối tuần thôi. Yeah, and Ms. Bee, this I just explained, then I just translate your answer with them. And there, I think this is the last question today. Sure. This related to the program in the school. They asked me whether your school offer also oral therapy. I mean, which is related to dental clinic. No, we don't. Yeah, we only have medicine. Ok, thì thật sự khá là tiếc cho các bạn. Thì hồi nãy có một bạn đặt câu hỏi cho Hằng Lương là trường mình có ngành về nha khoa không ấy, thì nhà trường không có, nhà trường chỉ có y thôi, nhà trường chỉ có medicine về y dược cho các bạn thôi. Dạ. Okay, so I think that is all the questions from the student. I hope that we can share more. I hope we can ask and answer more. But if I have any question or the student want to know more about your school, maybe I can contact you and please help me. Sure. Yeah. Thank you so much, Isabel, and the opportunity to talk here today to provide some information. Thank you. Oh, it's my great honor. Thank you so much. Okay, so I'll see you in Vietnam. Sure, I will be there. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye bye. Have a good year. Have a great day.